Chào tất cả các bạn, mình là Rita từ Du học Inspiral. Vào tháng 5 năm 2023 thì chính phủ Anh đã công bố chính sách mới, trong đó thì sinh viên quốc tế sẽ không thể mang theo người phụ thuộc, gia đình, vợ hoặc chồng, con cái vào nước này trong suốt thời gian học. Chỉ những sinh viên quốc tế đăng ký các khóa sau đại học được chỉ định là chương trình nghiên cứu, chẳng hạn như là tiến sĩ hoặc khóa thạc sĩ nghiên cứu thì mới được miễn cái chính sách này. Chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024 để giúp sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học Anh có thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch trước. Quyết định này đưa ra để đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ số liệu gần đây của Anh Quốc về di cư thuần, tức là sự khác biệt giữa số người di chuyển vào và ra khỏi Anh trong cùng một thời gian. Theo ICES Monitor, nhập cư đang ở mức cao nhất mọi thời đại tại Anh Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, thì số lượng di cư ròng đã vượt quá 500.000 người, nhiều gấp đôi so với con số năm 2019. Và dữ liệu mới sẽ được công bố trong tuần này dự kiến sẽ cho thấy tổng số di cư năm 2022 đã tăng ít nhất là 200.000 người. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận rằng Anh Quốc là điểm đến hàng đầu cho những sinh viên thông minh nhất để theo học một số trường đại học tốt nhất trên thế giới, đồng thời giải thích rằng thống kê nhập cư nhấn mạnh sự gia tăng bất ngờ về số lượng người phụ thuộc đến Anh cùng với sinh viên quốc tế. Khoảng 136.000 visa đã được cấp cho những người phụ thuộc của sinh viên quốc tế được tài trợ trong năm tháng 12 năm 2022, tăng 8 lần so với 16.000 visa vào năm 2019. Tin tốt giữa những thay đổi có thể xảy ra là chương trình Radius True không bị gián đoạn và sẽ được tiếp tục diễn ra như dự kiến. Đây là chính sách cho phép sinh viên quốc tế đã hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình được ở lại Anh trong 2 năm, 3 năm đối với chương trình nghiên cứu tiến sĩ để tìm kiếm cơ hội việc làm. Bất chấp những nghi ngờ xoay quanh chính sách mới đối với những người phụ thuộc của sinh viên quốc tế, thời gian lưu trú của họ sau học sẽ không bị ảnh hưởng. Trong tuyên bố mới của mình thì Bộ trưởng Braverman nói rằng họ cam kết thu hút những người thông minh và tài giỏi đến với Anh Quốc và ý định của họ là làm việc với những trường đại học trong suốt năm tới để thiết kế một phương pháp thay thế đảm bảo rằng những sinh viên ưu tú và thông minh nhất có thể đưa những người phụ thuộc đến trường đại học hàng đầu thế giới của chúng tôi, đồng thời tiếp tục giảm thiểu tình trạng di cư ròng. Chúng tôi sẽ đưa ra hệ thống càng sớm càng tốt sau khi tham khảo ý kiến kỹ lưỡng của ngành và các bên liên quan chính. Trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn những thông tin được cập nhật về chính sách visa du học Anh từ tháng 1 năm 2024. Thì mình hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngại liên hệ Inspiral Edu vào số hotline 0943556128 hoặc email info@inspiraledu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.